Vâng, xin chào anh em nhé. Vâng, liên tiếp những bộ loa về SH890 bản Pro. Ngày hôm nay đi tất cả là 4 bộ SH890 Pro. Và anh em cũng như thường ngày là bên em đang bỏ ra bên em test trước khi gửi, cũng như đóng hàng cẩn thận cho anh em trên miền Tổ quốc đấy ạ. Ở những cặp SH890 đó, Mr. Tuấn đang đang kiểm tra lại trước khi lên đường. Đó, những khâu test, những khâu kiểm tra rất là đảm bảo. Đó, vân gỗ 3D anh em nhé, vân gỗ 3D đã đây. Ở ngoài la liệt những cái vỏ thùng bên em vừa bóc ra để kiểm tra. Đó, một địa chỉ rất là tin cậy của anh em trên miền Tổ quốc. Và một trong những mẫu loa vân gỗ 3D đẹp nhất thì có SH890 và B15. Đó, thì đây là một video chuyên về loa SH890 Pro. Và đặc biệt dành cho anh em là không gian từ 20 đến 60 mét vuông sẽ đáp ứng được không gian. Và ghép với những con đẩy liền vang X22 và có bác thì ghép đẩy liền vang X23 và X28. Và tất cả những dây dắt kết nối bên đã cho vào cẩn thận, tặng đầy đủ dây dắt kết nối cho anh em nhé. Và tất cả sản phẩm bên em kiểm tra và dán tem bảo hành niêm phong. Đó, một ngày khá là bận rộn. Và anh em có nhu cầu thì có thể là gọi điện trực tiếp cho bên Zcam số để được hỗ trợ như tư vấn. Đó, anh em đang rất là miệt mài đấy ạ. Đó, bắt đầu là khâu đóng thùng. Đấy, về cặp 890 Pro thì cái độ sốc của nó rất là chắc chắn. Sau đó bên nếu mà gửi bưu điện thì bên em sẽ phải bo thêm một cái góc bên ngoài nữa. Đấy, anh em thấy không ạ? Rất chắc chắn luôn. Cực kỳ là dày so với cái lớp xốp chống sốc. Anh em nào mà muốn lấy SH890 Pro và lấy cả bộ thì hãy liên hệ cho bên em để bên em tư vấn nhá. Rồi, lại tiếp tục những combo loa VK938 đang được khuyến mại lớn, rất nhiều các bác và anh em đã tranh thủ trong thời gian khuyến mại rất lớn trong tháng 4. Những cặp VK938 lại lần lượt lên đường và bây giờ khâu bên em bỏ ra kiểm tra, bên em test trước khi đi lắp đặt cũng như bàn giao cho anh em đấy ạ. Đó, hàng đập hộp 100%. Đó, cặp VK938 đây anh em, đó, rất là đẹp. Đây, sau khi mở ra đây ạ và lại chuẩn bị là quá trình test. Đó là VK938 340, thiết kế rất hiện đại, phong cách nhìn rất chất. Đây là anh em đang đây anh em là thích khui thùng đấy ạ. Đấy, video là để anh em khui thùng luôn đấy ạ. Đó, Mr. Thọ, Mr. Tuấn hỗ trợ đi. Để anh em xem hàng khui thùng luôn. Ở bên trái và bên phải đầy đủ hết ạ. Tất cả các chị 18 anh em nhé. Họ đang khuyến mại lớn trong tháng 4 đấy. Anh em nào mà đang xem được cái video này thì có thể là sở hữu ngay, lấy sớm, chốt ngay trong livestream. Sau mỗi buổi livestream em chốt được rất là nhiều đơn hàng. Và đấy, trong quá trình anh em chốt đơn phía sau còn rất nhiều anh em hỗ trợ để test và bàn giao cũng như đóng hàng rất cẩn thận. Đó, cặp VK938 anh em nhé. Kích thước của cặp 938 là cao 90 ngang 48 và sâu 36. Đó, hàng đập hộp luôn ạ. Nguyên xốp chữ đâm bắc 40, khỏe, công suất max 700W, có thể đáp ứng cho anh em từ 20 đến 80 mét vuông. Ok đấy, lại rất nhiều hàng lên đường đó. Bây giờ trời mưa đang rất là mưa nặng hạt, trời mưa phùn. Và đặc biệt mùa nồm ẩm này, anh em là dùng thiết bị âm thanh thì có thể là trong một ngày bật lên 1-2 lần cho em, khoảng tầm 5 đến 10 phút để cho nó khô thiết bị, tránh hư hại. Đó là cái lời khuyên của bên Zcam số cho anh em ngày mùa nồm ẩm ạ. Đó, hàng rất đẹp anh em nhé, long lanh leng keng luôn ạ. Ở bên cạnh đây là con súp F1800 mẫu mới cũng chuẩn bị lên đường đấy ạ. Đó, hàng nóng rất chắc chắn. Rất là cảm ơn tình cảm của anh em đã dành cho Zcam Minh Số và tin tưởng đặt những đơn hàng, những bộ dàn karaoke siêu khủng. Vâng, tiếp tục lại những cặp loa cây G4000 lại chuẩn bị lên đường cùng với những cặp loa SH890 Pro. Vâng, sau khi bên em đã test và dán lệnh niêm dán lệnh để chuẩn bị được ship đi lắp đặt cho anh em thì đây là bộ của anh Mão ở đâu ạ? Anh Mão là ở thị trấn gì đấy, Mộc Châu. Và cặp G2000 đây, ngoài những cái thiết bị gửi đi bưu điện của em có những cái chống sốc bên ngoài nữa thì rất là chắc chắn. Đó, và tiếp tục cặp loa G4000, anh em nào mà quan tâm về mẫu loa cây G4000 thì có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em để bên em hỗ trợ nhé. Anh em rất là cẩn thận về khâu đóng hàng. Anh em chỉ việc đặt đơn hàng thôi là bên em sẽ ship tận nơi.
Rất là cảm ơn anh em nhé.